7 tại 12 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát sóng hàng ngày bắt đầu từ ngày 2 tháng 9 năm 2007 trên kênh HTVC Ca Nhạc và trên HTV9 lúc 12:20 Chủ nhật hàng tuần. Điện thoại liên lạc 910-4746. Hãy cùng tham gia các bạn nhé! Thông báo tuyển sinh chương trình giải trí truyền hình mang tên Siêu thị May mắn. Chương trình giải trí truyền hình Siêu thị May mắn do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Cát Tiêu Sa thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ mỗi Chủ nhật hàng tuần. Ban tổ chức chương trình xin thông báo tuyển sinh thí sinh tham gia game show Siêu thị May mắn. Đối tượng: sinh viên các trường đại học, cao đẳng, công nhân viên đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, những người nội trợ từ 20 đến 50 tuổi, chưa tham gia các chương trình giải trí của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đăng ký ghi danh, mỗi người mang theo 2 tấm hình 3x4 và một hình toàn thân, giấy tờ tùy thân để đối chiếu tuổi theo quy định của ban tổ chức. Người tham dự chương trình cần ăn mặc lịch sự và cần phải chấp hành quy định của ban tổ chức. Thời gian đăng ký nhận đơn từ ngày ra thông báo đến ngày 8 tháng 8 năm 2007 trong giờ hành chánh. Buổi sáng từ 8:30 đến 11:30, buổi chiều từ 14:00 đến 18:00. Địa điểm đăng ký: công ty Cát Tiêu Sa, số 5B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao, quận 1. Một chi tiết xin liên hệ ban tuyển sinh chương trình giải trí truyền hình mang tên Siêu thị May mắn qua số điện thoại 088 235 962. Sốt xuất huyết, bệnh nguy hiểm, bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, bệnh có thể gây thành dịch và gây chết người, nhất là ở trẻ em. Để phòng chống sốt xuất huyết, chúng ta cần đậy kín các lu cạp chứa nước để muỗi không thể đẻ trứng vào đó được. Cọ rửa, thay nước ở các lu cạp chứa nước ít nhất một tuần một lần. Thả cá vào các lu cạp chứa nước để cá ăn loanh quanh. Bỏ muối hoặc dầu hỏa vào các bát đựng nước chống kiến ở chân tủ đựng thức ăn. Loại bỏ các vật chứa nước không cần thiết, không để nước đọng quanh nhà. Sử dụng các loại hóa chất để tiêu diệt muỗi như thuốc diệt muỗi, hương diệt muỗi. Cần cho trẻ nhỏ mặc áo dài tay và thả mùng khi đi ngủ. Vì sức khỏe của bản thân, của gia đình và cộng đồng, mỗi ngày chúng ta hãy dành 10 phút để thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Không có lăng quăng, không có bệnh sốt xuất huyết. Nghèo đói, thiếu kiến thức và bệnh tật là nguyên nhân của vấn đề suy dinh dưỡng trẻ em nước ta. Để phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, cần phổ biến kiến thức và nâng cao kỹ năng thực hành về dinh dưỡng cho phụ nữ và gia đình. Chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho phụ nữ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có thai và phụ nữ đang cho con bú. Cho trẻ bú sớm, bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu và tiếp tục cho bú mẹ đến 2 tuổi. Cho trẻ ăn bổ sung hợp lý các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng như thịt hoặc cá, trứng, sữa, rau xanh và mỡ hoặc dầu. Ăn các loại chất béo ở mức độ vừa phải. Cân trẻ dưới 2 tuổi thường xuyên ít nhất 3 tháng một lần để theo dõi sự phát triển của trẻ. Chăm sóc trẻ tốt hơn trước và sau khi mắc bệnh. Giữ gìn vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân, phòng chống giun sán cho trẻ. Tạo nguồn thực phẩm cung cấp cho bữa ăn của cả gia đình. Chủ động phòng chống suy dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em là trách nhiệm của mọi người, mọi gia đình và toàn xã hội. Trân trọng được đón tiếp các mẹ Việt Nam anh hùng, các vị lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo thành phố và quý vị đại biểu cùng về tham dự chương trình họp mặt các thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ tiêu biểu nhân kỷ niệm 60 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã chứng kiến cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Và trong cuộc đấu tranh để giành lấy độc lập tự do ấy, Việt Nam ta đã viết nên một thiên anh hùng ca bất tử. Sẽ dùng Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai. Lịch sử Việt Nam đã có một trang sử hào hùng như thế, khi lớp lớp các chiến sĩ, thanh niên, sinh viên, học sinh đã gác bút nghiêng lên đường chiến đấu và hy sinh cho mùa xuân đại thắng năm 1975 và cho đến những thắng lợi cuối cùng của dân tộc Việt Nam. Trong số đó, hàng vạn chiến sĩ đã ngã xuống,
máu đã thấm vào lòng đất mẹ, nhưng đó chính là những giọt máu của khí tiết anh hùng bất khuất của những người con quả cảm đã sẵn sàng ngã xuống để giành lấy độc lập tự do cho tổ quốc, tô thắm cho lá cờ đỏ sao vàng luôn tung bay trước gió. Và vẫn còn đó hàng vạn người con, người anh, người chị đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình, đã hy sinh một phần thân thể để minh chứng cho tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, thực hiện theo chỉ thị số 07 CT trên HN ngày 14 tháng 12 năm 2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và thông tri số 06 trên TTTU ngày 6 tháng 3 năm 2007 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác thương binh liệt sĩ người có công, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2007. Hôm nay, ngày 19 tháng 7 năm 2007, tại Hội trường thành phố, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp mặt các thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ tiêu biểu. Cùng đến tham dự trong chương trình họp mặt ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng đón tiếp sự hiện diện của các mẹ Việt Nam anh hùng đã cùng về tham dự chương trình của chúng ta. Và ngày hôm nay rất vinh dự được đón tiếp các vị lão thành cách mạng. Xin trân trọng đón tiếp và giới thiệu đồng chí Võ Trần Chí, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng đón tiếp và giới thiệu đồng chí Trần Trọng Tân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng đến tham dự trong chương trình họp mặt hôm nay, chúng tôi cũng rất vui mừng và trân trọng được giới thiệu sự diện của đồng chí lãnh đạo. Trân trọng được giới thiệu sự diện của đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng được giới thiệu và đón tiếp sự diện của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng được giới thiệu và đón tiếp sự diện của đồng chí của tiến sĩ Trần Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, cùng các vị phó chủ tịch, các vị trong ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng đến tham dự trong chương trình họp mặt hôm nay là sự diện của 500 đại biểu là các đồng chí thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ tiêu biểu, đại diện cho các gia đình thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu của toàn thành phố. Trân trọng với những nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách trong thời bình của các thương bệnh binh, của các gia đình liệt sĩ, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thay mặt lãnh đạo thành phố phát biểu tuyên dương trong chương trình hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý mẹ Việt Nam anh hùng, kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, kính thưa các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu, thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, bằng những việc làm thiết thực, phong trào đền ơn đáp nghĩa ở Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa dân tộc và ngày càng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, được các cấp các ngành, các tầng lớp đồng bào thành phố tích cực hưởng ứng với nhiều hình thức phong phú đa dạng. Ở các địa phương, phường, xã, thị trấn đã có phong trào đón thương binh nặng về sinh sống tại gia đình, kết nghĩa đỡ đầu thương binh, bệnh binh, con em, liệt sĩ, mồ côi, khó khăn, chăm sóc, giúp đỡ cha mẹ liệt sĩ, già yếu, neo đơn, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, phong trào hành quân tìm đồng đội và rất nhiều việc làm thiết thực khác. Các phong trào đã nảy nở từ tổ dân phố, tổ nhân dân, khu phố, ấp, từ các cơ quan, doanh nghiệp đã phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của cả cộng đồng dân cư, góp phần chăm lo giúp đỡ các gia đình, chính sách khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Đến nay, thành phố chúng ta đã cơ bản hoàn thành việc
cảm phục và coi như là trân trọng, đó là thầy Lý Hòa, là một cái người thầy, một đồng đội thương binh đó, thì thầy đã chỉ dạy cho tôi và coi như là tuyển dụng tôi là học tại trường nào tổng hợp. Sau này khi ra trường đó thì là tôi cũng được thầy coi như là tuyển dụng ở lại và chỉ đường đi để mà phát triển. Thì trở lại câu hỏi của chị, thì dĩ nhiên trong bước đường phấn đấu cũng có những lúc mà có những khó khăn không thể vượt qua được, nghĩ rằng không thể vượt qua được, nhưng mà do một cái nghị lực và một cái bản lĩnh thì cuối cùng nó bản thân cũng khắc phục được. Cái khó khăn thứ nhất nó là 6 tháng nằm trên giường bệnh, tôi lê hoang coi như là tìm cái cách để vào đời, thì thực sự nó rất là khó. Tôi cũng thử coi như là cắn viết bằng răng để viết, rồi kẹp cái viết vô hai cái cánh tay để viết, rồi viết bằng chân đó. Nhưng mà cuối cùng là nghĩ rằng đó là trở vào cuộc sống đời thường bằng những cái cách đó là không được, không thể nào được. Nên đó là khi mà tôi được chuyển về cái chấn thương, cái trung tâm phục hồi chức năng ở đối diện cái hội trường chúng ta đây, thì tôi có là trình bày cái ý nguyện với lại đồng chí giám đốc bác sĩ, thì đồng chí đã làm cho tôi một cây viết. Thì từ khi có cây viết giả trên tay thì tôi nghĩ rằng đây là cái phương tiện để tôi trở vào đời. Và chính vì vậy nên là khi mà tôi đã tập viết 6 tháng sau, tôi đến gặp thầy Lý Hòa và coi như là tôi xin coi như trở lại dẫn đường đi học. Thì đó là cái khó khăn mà đầu tiên mà nghĩ rằng là không thể vượt qua, tôi vượt qua được. Cái khó khăn thứ hai cũng nghĩ rằng cũng khó, không nghĩ rằng đó là khó khăn, nhưng mà cuối cùng là khó khăn. Tức là sau khi ra trường năm 1985 thì tôi phải là cái người thất nghiệp đó. Chứ không phải là coi như là cuộc sống thì nó cũng có nhiều cái thực tế đó. Thì tôi thất nghiệp, tức là ra trường học lực khá giỏi, được tuyển vào làm phiên dịch cho công ty tổng công ty lương thực 2 miền Nam. Thì khi thấy cái thương tật coi thì các đồng chí lãnh đạo nó là cũng từ chối khéo, thì tôi cũng thông cảm ha, tại vì làm phiên dịch thì phải đi phục vụ là khách chứ không phải để khách phục vụ mình. Rồi sau đó là cầm mảnh bằng đi đến công ty này cơ quan khác thì thật sự cũng được sự từ chối khéo rất là nhã nhặn. Thì tôi cũng là rất là buồn bản thân, nghĩ rằng đó là mình có một cái tấm lòng và có một cái khát khao trở lại với đời, nhưng mà cũng không được. Thì sau đó sau một năm thất nghiệp ở nhà, cũng như là dạy kèm rồi dịch sách này nọ, thì tôi đến trường trở lại gặp thầy Lý Hòa cũng tâm sự: thưa thầy, không lẽ em không thể nào trở lại với đời thường được sao? Đó thì thầy mới nói bảo rằng là vậy thì coi như thầy sẽ coi như là bố trí em ở một vị trí có thể phát huy được cái khả năng của mình đó, tức là thầy bố trí tôi làm cán bộ chuyên trách đoàn trường tổng hợp. Sau đó sau 10 năm là công tác đoàn thanh niên thì tôi đã trưởng thành rất là nhiều, và tôi cũng là tấm gương để cho các bạn trẻ là phấn đấu. Cái khó khăn thứ ba mà tới nay tôi cũng đang tìm tòi loay hoay mà tới nay là chưa vượt được, tức là năm 2002 sau khi tốt nghiệp thạc sĩ thì các thầy ở Học viện Hành chính Quốc gia đề nghị phát triển lên thành cái bằng tiến sĩ. Nhưng mà cái khó khăn đó là không thể đi ra Hà Nội được. Thì hiện nay tôi cũng coi như đường phỏng vấn thì cũng đang trắc trở cái đó, cũng chưa biết cách nào để lấy may. Tại vì lấy cái tiến sĩ nó phải ra ngoài Hà Nội học, mà bản thân thì không thể mà tự coi như là sinh hoạt của mình đó. Thì đó là hiện nay cái khó khăn chưa thể vượt qua. Chưa thể chứ không phải không thể. Xin cảm ơn Nguyễn Hoàng Dũng. Đúng là chưa thể chứ không phải là không có thể thực hiện được. Và em cũng nghĩ rằng với tất cả những cái nghị lực, ý chí rất là mạnh mẽ và phi thường của anh, thì tất cả những ước mơ và hoài bão của anh trong gian tới sẽ được thực hiện. Kính thưa quý vị, là một người đã vượt qua rất là nhiều những khó khăn, anh đã rất thành công trong quá trình công tác của mình. Bên cạnh đó, anh còn là một người rất tâm huyết đối với thế hệ trẻ, và anh đã là người thầy trực tiếp bồi dưỡng, đào tạo và phát triển rất nhiều thế hệ thanh niên. Xin mời anh Dũng có thể chia sẻ đến tất cả quý vị thêm về vấn đề này. Xin mời. Tôi nghĩ rằng hiện nay tôi rất là hạnh phúc vì đó là trong thời gian tôi công tác đoàn 10 năm tại Đại học Tổng hợp, sau này là Đại học Khoa học Tự nhiên, tôi sống với tinh thần người lính, trải lòng với các bạn trẻ, sẵn sàng giúp đỡ các bạn khi các bạn đến với tôi.
cũng như chia sẻ những cái khó khăn, những cái mà tôi cần các bạn hỗ trợ. Thì qua 10 năm trên cái vị trí bí thư đoàn thanh niên cũng như là bí thư chi bộ, tôi cũng đã phát triển được trên 15 bạn sinh viên ưu tú thành là đảng viên, và hiện nay là những đồng chí đó có những cái chức phận rất là cao, có cả ở trung ương cũng có cả thành phố, giữ những vai trò lãnh đạo thanh niên, phong trào thanh niên chủ chốt. Thì tôi nghĩ rằng đó là cái niềm hạnh phúc mà coi như là tôi đã coi như là tự tạo cho mình, cũng như là để coi như là đem lên cái niềm tin yêu cho các bạn trẻ. Anh xin được cảm ơn anh Dũng rất nhiều, và qua những câu chuyện mà anh Dũng vừa chia sẻ, tôi nghĩ rằng là không chỉ các đại biểu của chương trình họp mặt ngày hôm nay đồng cảm và khâm phục với những cái nỗ lực của anh, mà trong chương trình hôm nay có rất nhiều các bạn trẻ và ngay cả chính Minh Hoàng và Thái Hiền phải nói là rất là khâm phục, và đó cũng chính là một cái tấm gương sáng để cho Minh Hoàng, Thái Hiền là những bạn hiện nay vẫn còn đang tiếp tục tham gia cùng tập đoàn sẽ tiếp tục rèn luyện cống hiến để được trưởng thành và bước tiếp theo con đường của các anh đã đi qua. Kính thưa quý vị, và nhân vật thứ ba chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng chia sẻ, đó là anh Trần Trọng Thanh. Anh sinh năm 1959, là thương binh loại 4. Anh đã tham gia các hoạt động học sinh sinh viên từ những ngày của đầu năm 1975. Và sau đó, sau giải phóng, anh tiếp tục tham gia công tác tại rừng Nhâm, Tây Ninh, rồi đến Sông Bé. Sau tiếp tục được huấn luyện để trở thành chiến sĩ đặc công, biên chế của K21E205 và tham gia vào chiến trường miền Đông tại Campuchia. Năm 1978, anh bị thương, sau đó anh vẫn tiếp tục hoạt động cho đến năm 1982 được phục viên về lại địa phương và trở về lại với cuộc sống đời thường. Nhưng đến nay có thể nói là từ hai bàn tay trắng, anh đã khá thành công khi tạo dựng nên một trang trại cho gia đình với mô hình VAC rất là thành công. Trang trại của anh hiện nay được bao nhiêu hectare? Dạ xin lỗi, thì nếu mà hôm nay thì tôi quán nhiều tiền lắm, nhưng mà có cái là hiện nay chúng tôi vẫn quyết tâm để là sản xuất. Thì tất nhiên sản xuất trên cái mô hình chúng tôi thì nó là được 2 hectare với mô hình VAC. Với mô hình VAC thì kết hợp đó là tôi có bỏ trống, ví dụ dưới đó là thị sản là bán cái giống, sản xuất cái giống. Thứ hai nữa là trên đó là tất nhiên là làm vườn. Thì hiện nay thì tôi đang chuyển đổi mô hình mới, đó là thêm là vấn đề là cây tiền. Thì tất nhiên vườn thì phải có cỏ thì tôi mới kết hợp là chăn nuôi dê, vì chúng tôi thấy thì bây giờ cám thì nó cũng mắc, ta nuôi heo thì nó cũng hơi khó khăn về vấn đề là giá cả, rồi đang dịch bệnh, cho nên là tôi là chuyển theo cái mô hình là tất nhiên tôi không bỏ vào đâu, phân nữa thì là bỏ phân cho cây. Với tinh thần của một người chiến sĩ và là một chủ ông chủ trang trại, một trang trại 2 hectare ở Bình Dương, như hôm nay lên sân khấu giao lưu, xem ra anh rất là xúc động. Có lẽ là từ cái câu chuyện kể của anh Nguyễn Thành Dũng với những cái sự nỗ lực thì sao mà hôm nay thấy anh Thành có vẻ rất là xúc động ngay trên sân khấu, đúng không ạ? Thế thì tất cả quý vị hãy dành một tràng pháo tay để động viên tinh thần cho Trần Trọng Thành, một ông chủ trang trại với sự nỗ lực rất lớn để đạt được kết quả thành công như ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, anh Trần Trọng Thành không chỉ là thành công ở lĩnh vực kinh tế, mà chúng tôi được biết là với tại địa phương, anh đã tham gia các hoạt động tại địa phương với rất là nhiều những cương vị. Ví dụ anh là chi hội phó chi hội của chiến binh khu phố 4 phường 12 quận Bình Thạnh, là thành viên tổ cán sự xã hội tình nguyện phường 12, là tổ trưởng tổ vực nghèo, tổ trưởng tổ dân phố mặt trận 112 khu phố 4. Thưa anh Thành, với cái điều kiện sức khỏe của mình và với công việc làm ăn kinh tế, thì làm sao anh có thể thu xếp được giữa những cái việc chung và việc riêng? Xin mời anh. Thì nói tóm chung thì trong vấn đề, nói tóm chung đây là đòi hỏi một sự nỗ lực hết mình. Thì nói ngay sức khỏe tôi thì không bằng anh em, nhưng mà tôi được cái sự tính toán và cái sự biết kết hợp tổ chức. Thí dụ là mình dành một cái thời gian hoặc chọn những cái nhân sự mình tính gì để cộng tác, và đương nhiên nó là biết chia cái thời gian và sắp xếp thì mình mới giải quyết những công việc đó, vì công việc đó rất là nhạy cảm nhiều lắm, cho nên là giờ cái là đồng nghiệp, rồi là trong chuyện gia đình thì giao cho vợ, rồi là cấp dưới của mình, ví dụ là về tổ dân phố thì tôi phải thành lập được 4 nhóm tự quản, và tổ phó thì đương nhiên phải 4 nhóm tự quản đó nắm chắc được hoạt động tốt thì tất cả cơ sở là không thể qua mặt được tôi. Đó là cái chuyện đó. Còn bây giờ vấn đề tổ số đối nhóm nghèo thì tất nhiên tôi phải nắm được, hoặc những cái người thân cận mà liên hệ các tổ trưởng để biết cái người đó có quyết chí làm ăn và có nghèo thực sự hay không thì để vào chương trình, và có mạnh dạng người ta quyết chí, người ta có vốn thì tôi bảo lãnh cho vào.
trong một cái đối về vấn đề cảnh sự thì tất nhiên cái này mới lắm. Nói tóm chung thì cái này đây là một cái vấn đề rất là nguy hiểm, vì các anh em hồi gia đó, thì ra đường là mặc cảm với xã hội. Mà tôi có thể tôi đảm bảo với các đồng chí biểu như thế này, các anh em nào làm tổ sự thì có thể không bao giờ nói là tôi gặp đủ 100 anh em hồi gia đó, vì anh em rất tự mặc cảm mà trốn không có gặp được. Nhưng mà từ cái chỗ mình là gì, biết chia thời gian, biết công tác tận dụng thời gian, thậm chí 9 giờ tối tôi cũng phải tìm làm sao gặp được thì thôi, thì họ có mặc cảm. Từ đó mình phải tạo cho họ cái niềm tin và tới với động viên thăm hỏi và quan tâm. Vâng, xin cảm ơn thầy Trọng Thành. Kính thưa quý vị, chúng ta đã vừa gặp gỡ và trò chuyện với ba tấm gương tiêu biểu đại diện cho các thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ tiêu biểu của thành phố chúng ta. Dù trong hoàn cảnh và điều kiện như thế nào thì các anh luôn là những bài học rất cụ thể và sâu sắc về sự hy sinh và cống hiến cho tổ quốc cả trong chiến tranh lẫn trong cuộc sống hòa bình hiện tại. Các anh luôn là những tấm gương của ý chí và nghị lực mạnh mẽ, khiến cho toàn xã hội mà đặc biệt là thế hệ trẻ phải luôn phấn đấu để noi theo. Và thay mặt chương trình xin được trân trọng và cảm ơn các anh, và xin chúc các anh luôn dồi dào sức khỏe cũng như là luôn giữ trong tim những cái nhiệt huyết cống hiến của mình, và sẽ luôn thành công hơn nữa trong điều kiện học tập công tác trong thời gian sắp tới. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo thành phố sẽ lên tặng hoa để trân trọng ghi nhận những nỗ lực của tất cả các anh. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, và trân trọng kính mời tiến sĩ Trần Thành Long, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên trao tặng hoa cho ba điển hình trong chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Này, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng quyết định tặng bằng khen cho 100 điển hình thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ tiêu biểu. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Đỗ Văn Đạo, Phó trưởng ban thi đua khen thưởng thành phố lên công bố quyết định khen thưởng. Kính thưa quý mẹ Việt Nam anh hùng, kính thưa các đồng chí thương binh, bệnh binh và đại diện gia đình liệt sĩ, kính thưa các đồng chí cách mạng lão thần, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thương binh liệt sĩ, để ghi nhận thành tích và động viên khen thưởng sự nỗ lực tự cường, khắc phục khó khăn, vượt lên thương tật, bệnh tật của các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu, Ủy ban Nhân dân thành phố đã quyết định tặng bằng khen cho 168 đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu.
bắc khỏi cả đó sống khắp đời. Dương lệ cho tôi quyết cứ lên ta thành Việt Nam, trường thành quân giống nước cao to hừng hầm, gian hàn đầu hầm lòng và trong pháp vũ trời. Việt Nam ta ơi, hãy vươn cao cơ đỏ mắt tươi, ta sống lên giải phóng thành đô, ta hết vô tội quét sạch hết quân sân đường. Vì độc lập tự do, quê hương thành lớn đó giành lấy mùa xuân. Ta khi yêu đã cùng chúng cháu hành quân, ta khi yêu đã cùng chúng cháu hành quân. Phòng khám bệnh y học Trung Quốc với 100% vốn nước ngoài đầu tư, nay đặc trị chuyên khoa tai mũi họng để phục vụ cho bệnh nhân. Sử dụng thuần trung y phương châm trị liệu các loại bệnh như viêm mũi, viêm xoang, viêm mũi dày tính, viêm mũi dị ứng, biết giáp lớn, viêm amidan, viêm họng, khô họng, cảm giác vướng họng, mô hạt tăng sinh và các chứng bệnh tai mũi họng. Chăm sóc sức khỏe của bạn là phương châm hoạt động phấn đấu của chúng tôi. Mọi chi tiết xin liên hệ số 24 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0882993 97. Nhắn tin: em Văn Thị Giao đã về Việt Nam, hiện đang ở nhà chú Út, mong anh về Kiên Giang gấp. Tìm người lạc, tìm ông Nguyễn Văn Thuận, 67 tuổi, bị tâm thần. Đi lạc ngày 25 tháng 7 năm 2007. Khi đi, ông mặc áo sơ mi màu trắng, mặc quần sọt ngắn, hai tay bị cong cán giá. Ai biết thông tin ông Thuận, xin vui lòng báo tin về địa chỉ số 27/35/40/9, đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Điện thoại 428-1113 gặp bà Tý. Xin cảm ơn và hậu tạ. Nhắn tin: tìm vợ tên Nguyễn Ngọc Tuyền, sinh năm 1978, quê ở xã Trà Khe, huyện Dòng Riền, Rạch Giá, Kiên Giang. Tạm trú tại số 20/110 bis, khu phố 2, tổ 21, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Đi khỏi nhà ngày 28 tháng 7 năm 2007. Nhận được tin này, em về gấp, hai con rất nhớ mẹ. Ai biết thông tin cô Tuyền, xin vui lòng nhắn giúp về số điện thoại 097-261-4450, gặp Sang. Tin buồn: gia đình chúng tôi thương tiếc báo tin cụ bà Maria Trần Thị Ý, sinh năm 1928 tại Nam Định, đã từ trần lúc 4 giờ 30 phút ngày 7 tháng 8 năm 2007, nhằm ngày 25 tháng 6 năm Đinh Hợi, hưởng thọ 79 tuổi. Lễ nhập quan lúc 19 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2007, linh cữu Hoàng Đại Tư Gia, số 290/8K, đường Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp. Lễ động quan lúc 9 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8 năm 2007, an táng tại nghĩa trang Lái Thiêu, Bình Dương. Tang gia kính báo.